Chào các bạn. Thời gian vừa qua thì Như đã chia sẻ cho các bạn hai cái sản phẩm BCA, là một BCA của MyProtein nè và một sản phẩm BCA của Ultimate Nutrition rồi. Thì cả hai cái sản phẩm BCA vừa rồi Như chia sẻ thì đều là ở dạng bột hết. Hôm nay thì Như sẽ chia sẻ cho các bạn một cái sản phẩm BCA của nhà MuscleTech và nó ở dạng viên. Thì cái sản phẩm BCA này có tên là Platinum BCA với cái công thức vàng là công thức 811. Thì thật ra nếu mà nói về BCA á, thì Như cũng nói lại luôn cho các bạn mà mới lần đầu biết về BCA. Đó là BCA, thực ra cơ bản của nó là một cái chuỗi axit amin gồm có 3 axit amin thiết yếu. Thì thực ra trong cơ thể của chúng ta thì để mà cấu tạo nên protein trong cơ thể thì chúng ta sẽ cần tới 23 loại amino acid lận. Nhưng mà trong đó là sẽ có 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể của chúng ta không thể nào tự tổng hợp được mà bắt buộc phải nạp từ nguồn bên ngoài vào. Thì đó là do vì sao những cái axit amin thiết yếu thật sự rất là quan trọng để hỗ trợ trong quá trình mà hình thành protein, giúp tăng trưởng cơ bắp và phục hồi cơ hiệu quả hơn. Thì cái BCA này thì nó đã có tới 3 axit amin thiết yếu, có nghĩa là chiếm tới 1/3 trong việc mà cái lượng gồm axit amin thiết yếu được hỗ trợ xây dựng cơ bắp rồi. Vì vậy nó là hầu như được gọi là nhóm rất là quan trọng trong việc các bạn mà muốn mà phục hồi cơ nè, muốn chống đau mỏi cơ thì BCA thật sự rất quan trọng. Và cái tỷ lệ mà 811 này thì nó tương ứng với lại ba cái amino acid của nó là leucine, isoleucine và valine. Thì Như sẽ nói qua cái thành phần và công dụng của những cái thành phần này là gì nha. Thì đầu tiên là thành phần leucine, thì đây là thành phần quan trọng nhất hỗ trợ việc xây dựng và tăng trưởng cơ bắp của chúng ta. Đồng thời nó cũng là cái thành phần hỗ trợ tạo năng lượng để các bạn có được một cái buổi tập hiệu quả hơn. Và cái thứ hai là thành phần isoleucine, thì thành phần này giúp tăng trưởng cơ mạch nạc trong cơ thể. Và ngoài ra thì nó cũng giúp hạn chế việc tích tụ mỡ thừa trong cơ thể của mình nữa. Và thành phần cuối cùng là thành phần valine, thì đây là thành phần giúp chống nhiễm hóa cơ bắp. Thì thực ra nếu mà nói về ba thành phần dinh dưỡng này thì cái thành phần đầu tiên leucine chính là thành phần tốt quan trọng và nó cơ thể của chúng ta cần một hàm lượng lớn nhất, bởi vì nó thực sự là góp phần trong việc xây dựng cơ bắp của chúng ta rất là nhiều. Vì vậy á, rất là nhiều cái thương hiệu bên ngoài thì thường người ta chỉ có tỷ lệ của BCA là 211 hoặc là 311 thôi, trong khi MuscleTech thì có cái tỷ lệ là tới 811 và nó tập trung rất mạnh vào việc là cung cấp hàm lượng leucine rất lớn cho cơ thể của chúng ta. Thì một cái viên của sản phẩm này, một viên, một serving của nó thì nó sẽ có 1000mg BCA, thì trong đó nó có đã có tới 800mg là leucine rồi, và hai thành phần còn lại là isoleucine và valine là chỉ có 100mg thôi. Thì thật sự như nghĩ đây là một cái gọi là một công thức vàng luôn, hỗ trợ rất là tốt trong các quá trình mà các bạn muốn xây dựng và phát triển cơ bắp của mình. Và ngoài ra thì cái thành phần BCA này nó sẽ giúp bạn hỗ trợ phục hồi cơ rất là tốt. Với những bạn mà lần đầu tiên mình mới tập gym nè, hoặc là mình tập luyện với cái cường độ cao, hoặc là mình tập tạ nặng á, thì việc mình bổ sung BCA sẽ giúp bạn giảm đau mỏi cơ và tăng khả năng phục hồi cơ tốt hơn trong quá trình mình tập luyện đó. Thì cái sản phẩm này thì một cái nó chỉ có một cái serving, một hộp này của nó là sẽ có 200 viên. Thì một ngày thì các, bởi vì một viên của nó chỉ có 1000mg BCA, cho nên tốt nhất là các bạn nên sử dụng từ 2 tới 5 viên mỗi ngày để đạt được hiệu quả tối ưu về việc tăng trưởng cơ bắp. Thì thời gian sử dụng thì các bạn có thể sử dụng trước, trong hoặc sau khi tập đều được hết. Thông thường thì BCA mình sử dụng trong khi tập hoặc là trước khi tập là tốt. Và khi mà với cái sản phẩm BCA này á, lúc nãy Như có quên chia sẻ cho các bạn là về cái mặt thương hiệu của cái sản phẩm này, thì MuscleTech là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng, mà Như nghĩ là khi nói tới nó các bạn sẽ nghĩ đây ngay tới những cái dòng như là Nitrotech Whey Protein, nay Nitrotech nè, hoặc là Hydrosicus cũng đều là thuộc nhà MuscleTech hết. Nó với lịch sử hơn 20 năm trong ngành thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thể thao và rất là nổi tiếng ở Mỹ rồi. Thì BCA với tỷ lệ 811 này cũng chính là một trong những cái sản phẩm best seller của hãng. Thì Như mong là những cái thông tin vừa rồi Như chia sẻ sẽ giúp các bạn lựa chọn cho mình được một cái sản phẩm BCA thật sự phù hợp nhé. Tạm biệt các bạn.